bán nhiêu? Gặm triệu trên trái. Gặm triệu trái mày bán cho ma nó ăn hả? Mày biết là bây giờ mít Thái ngoài đường bán có 5.000 ký không? Ủa vậy hả? Ở chú quê gom em tới 1 triệu. Kỳ quá, người ta muốn bán nhiêu người ta bán. Đúng rồi, chứ mít chú quê nó bự gì nè. Thí dụ như thấy người ta bán mắc quá đừng mua. Đúng rồi. Em nói là mày bán 1 triệu trái là cho ma nó mua hả? Hay sao? Ủa nhưng mà vẫn có người mua đó. Ai mua mày chỉ thôi. Ai mua? Chị là ai mua hả? Ủa sao? Chị mua hồi mua. Ốt đi. Bên tay phải bên này nè.
chưa có sổ. May thì ra xuống, thì ra may, thì ra có may, thì ra may, thì ra bán nhà thở thiết tình bạc dê thứ kỳ. Tình nghĩa có chuyện nay tử thì đã thác không còn ai thưởng thức dòng hát buông đàn. Bá nhà dỗ dàng ôm cây đàn mà bé chảy. 37, 37 số đầu tiên. Số đầu tiên 37, 37 gặp gặp vô 37, 37 số chị đây xuống chị đây ra có mấy con mấy chị đây bán chị đây mấy chị đây ba thương con thì con giống mẹ mẹ thương con thì con giống ba cả nhà ba một yêu thương nhau xa lạ nhớ gặp nhau là cười con số mười con số mười con số mười con mấy chị đây con số mười con số mười con số mười con mấy chị ra mấy chị ra xuống chị ra mấy chị ra mấy chị ra 37 con số 10 37 con số 10 mày thì ra mày thì ra xuống thì ra nói nghe nè là ngày đêm qua đó chị nằm mơ thấy con cày gắn chị gió lớn 51 51 51 51 51 51 còn 51 mày thì đây mày thì đây mày thì đây xin ra máu thương đâu từng bắt con lìa xa đi luôn nhau sao phải chia đôi từ đây yêu nhau sao phải khỏi dài dòng hiện nguyên hình đi không mày không phải là Bạch Xà mày là con heo tinh con mười hai số gì đã số gì đã số gì đã này tôi chó nhỏ chưa đẻ con số một con chưa đẻ con số một thì bảy nha con số một xuất sắc luôn à cho số người này tâm linh mà cho số về chết à thấy cái này là hợp lý nằm dưới rồi là con số một con số một con số một số gì đây số gì đây số gì đây số gì đây biết là quý cô. Hồ Giao tôi vì sao nỡ đâm tâm chuyện kia ban đầu ai đã vào cửa ấy mới đây chào ngọc quý mong tôi cứ thôi sao mở đặt nhiều khổ đau bốn mười sáu mày thì ra mày thì ra xuống thì ra mày thì ra xuống thì ra mày thì ra mày thì ra mày à người ta kêu người ta tương tác với lại cái gì thì mình thật cái gì mấy số mày thì ra đừng cố gắng đừng che giấu bê bóng tiếng anh đừng gồng gặp mà như không tốt như không đừng gồng mai sau cùng đi lấy chồng không thấy đi chồng đi mất chồng xa hết kia đau lòng nhớ mang tiếng anh gồng đi là bóc giả trai 22 mấy mười hai 22 mấy gì đây nào gì đây nào gì đây nào gì đây nào gì ra nhiều chồng mất thái năm bán có nhiêu đâu à chẳng chịu chết cháy bán năm không biết tìm chuyện giới luôn á bán năm không có tìm chuyện giới luôn á nên em phải là em mày nói nhiều mày nói nhà mày chồng mất thái bán nhiều gặm triệu trên trái gặm triệu trên trái mày bán cho ma nó ăn không mày biết là bây giờ mít thái ngoài đường bán có 5,000 ký không ủa vậy hả ở chú quê gom em tới 1 triệu kỳ quá người ta muốn bán nhiều người ta bán đúng rồi chứ mít chú quê nó bự gì nè thí dụ như thấy người ta bán mắc quá đừng mua đúng rồi thì em nói là mày bán 1 triệu trái là cho ma nó mua hả hay sao ủa nhưng mà vẫn có người mua đó ai mua mày chỉ thôi ai mua chị là ai mua hả Bớt thì đó bây giờ người ta bán có 5,000 một ký cho má ăn không có hết rồi rồi sổ đi mày mày đi đây xuống chị đi xuống chị đây bác em không có tiền chuyển giới luôn á nhớ nghe máy là con bóng mà chị nào 50 tóc còn 50 tóc còn mấy chị đây mày chị đây mấy chị đây mày chị đây mày chị đây
Dạ rồi, chúc mừng anh Hạnh nha. Rồi anh mời mời anh tham gia giùm em nha. Dạ. Chứ nhiều khi nó qua tay nhiều người lắm. Tới phiên anh nó không có chuyện nó giăng, không có ruột chồng đang gặp cái chuyện vì cái này nó quý á, nó về người ta phải gắn cho nó chắc gì đó, tại vì BD cũng hay chơm á, cho nên là phải gắn chắc. Trời ơi, nói cái gì vậy? Dạ à, rồi, cảm ơn anh. Dạ, bởi vì cái này đi thêm cho mình trúng 5 phần vàng vào phần cuối. Rồi, và những cái đẹp của em, chúng em đang gạo bước phía bên dưới phục vụ vé vòng lại. Tiếp theo vòng lại bình thường, mọi lá vé là 10.000 đồng. Thì rất mong quý vị sẽ ủng hộ nhiệt tình cho vòng đèn của tụi em. Thì chỉ còn, hồi nãy giờ là mấy vòng lại đặc biệt anh? 2 vòng lại đặc biệt, rồi mình còn 2 vòng lại đặc biệt nữa quý vị nha. Đây vé của anh áo xanh chiếu trên đây nè. Đó, chị là đó, chị nhảy qua mấy cái bậc luôn đi, chị là dừng đi lâu mất công đó. Rồi ai chưa có vé đây, vé ở phía trên cùng luôn, ở phía trên, ở cái dãy đồ ăn vặt ở phía trên luôn. Rồi quý vị ở phía bên dưới nữa, quý vị là mình mới vào mình không có thấy, thì ở phía bên dưới tụi em có một cái quầy là bán cái gì ta ai biết luôn, như là cái viên chiên đồ ăn thức ăn nhanh gì đó ở dưới đó, thì quý vị có thể là xuống dưới đó để mình mua, mình ủng hộ cho cái chị tiểu thương ở phía bên dưới quý vị nha. Rồi và phía bên dưới thì quý vị chưa có vé, ngồi yên tại chỗ, giơ cao một cái tay lên để nhân viên tới đó phục vụ vé cho mình. Ai đã có vé rồi xin tập mời tập trung hết, thì bắt đầu dò số. Hey, lao,
là zombie.
một hơi chứ không phải là tắt hơi đâu, nó phải kỹ xảo đó chị. Không phải cái đó, không phải đang để nói lên tiếng lòng của em không? Không phải, tại vì nó này nó sủa quá trời, em phải đưa cái video cho nó. Đâu bây giờ chứng minh hả? Trời ơi, vậy đó hả? Ngang ngược quá vậy. Rồi, lui luôn. Cắt đi đôi mắt của anh rồi. 41 rồi, 41 và 41, 41 mắt có hai khán giả. Rồi, cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Rồi, ở phía bên dưới thì các người đẹp cũng đã vơi dần vé rồi đó, mỗi người chỉ còn có một chọc vé thôi, cho nên đó làm sao ta đâu sao hả sao rồi thói tiền hả? Ai đưa, ai chưa nhận tiền thói của ba đù giơ tay lên giùm em hả? Là sao chúc ly chị hả? Chúc ly ai trời, nó bắt lỗi mình đó. Ai chưa nhận tiền thừa của chúc ly giơ tay lên giùm em. Thì hồi xưa tên là ba đù, giờ tên chúc ly. Thì đúng rồi, hai cái tên như một thôi. Đúng rồi, mẹ nó thiệt luôn á. Tôi có cái con này mẹ luôn á, mà anh nhìn cái mắt nó là ta chỉ nhớ cái chữ ba đù thôi. Rồi quý vị ơi, ai chưa có lá vé thì giơ một ngón tay lên nào quý vị ơi. Nhân viên của tụi em sẽ xuống tận ngay tại chỗ quý vị ơi, để trao cho những quý vị một lá vé nha quý vị. Lá vé dòng này là 30.000, chúng quý vị thì 5 phân vàng. Dạ, 5 phân vàng nha quý vị. Còn nếu mà mua nhiều thì chúng được 5 chỉ vàng á. Gì má? Chừng nào nhiều hiểu không? Là sao má? Ý là lá vé là gấp đôi gấp ba gì đó. Gì vậy bà nội? Mua nhiều thì cũng nhiêu đó thôi hả chị? Phải chơi nhiều vòng. 5 chỉ vàng là mày bù vô đó. Phải nói là trên 10 vòng đặc biệt thì có thể trúng 5 chỉ. Ý em nói là cái nhiều vòng á, nhiều vòng là hả, ví dụ ngày này, ngày kia, kia thì ông gộp lại, ví dụ có gì hơn ngày hôm nay thì ngày mai thì bọn vậy. Đúng không? Ủa chị? Ủa? Mà chị nói xong cất vô tủ luôn. À, bác vé cho chị hả? Không, chị ấy đang nói chuyện. Chị ấy đang diễn tả. Trời ơi. Chị ấy đang tương tác. Chị ấy đang tương tác với lại người. Dạ rồi. Sổ số nha quý vị. Ủa chị? Ủa em tự chị nói cái gì đó. Em cũng ao tốt giống nó. Trời ơi, không, nhưng mà người ta tài năng nha chị em ca. Tắt chèn chị em ca. Không, nhưng mà Trúc Ly người ta tài năng, chị cảm thấy rất là nuối tiếc. Còn em thì chị thấy rất là bình thường. Ủa alo. Tại vì mặc định trong đầu chị là em không thể đi xa được. Ủa gì kỳ vậy chị? Ủa em không có ai qua hậu mà tệ nạn như em. Ủa đâu có. Anh nghĩ sao mà thi trang phục truyền thống của em chạy cái không phải chạy vòng đó mà vòng nào cũng vậy chơi, chuyên môn giải chiếu hay đánh bài. Thấy em ra là giải chiếu đánh bài. Ủa nhưng mà kiểu như là em sao ta, em cập nhật xu hướng á, cái viral của năm nay đó. Không có xu hướng nè, hoa hậu người ta nói là hoa hậu phải làm gương cho mọi người. Rồi bà hoa hậu tệ nạn xã hội làm gương kiểu gì? Không, khoan nha quý vị cho em hỏi là quý vị thấy đánh bài vui không quý vị? Vui không? Vui đúng không? Đó thấy không, người ta nói vui. Nhưng mà sao? Em nói xong em đánh bài có ngang ngược lắm. Mấy anh trên này nói không 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 quá trời luôn rồi. Dạ vui, vui, vui. Không, đây em nói cho quý vị nghe. Quý vị đánh bài quý vị thấy vui là quý vị chơi đánh bài lành mạnh. Đó. Còn quý vị chơi đánh bài mà quý vị thấy không vui là quý vị máu me. Cho nên là quý vị thua, quý vị tức, quý vị không vui. Nói một hồi đi, tới hôm nay bốc lịch. Không vậy nè, có nhiều khi mình đang chơi mình không có máu me, mình không có máu me mình vui á. Wow. Hoặc là em gọi là gì,
là lành mạnh. À là lành mạnh phải không? Tự nhiên đang ấy cái có người vô bắt đó, cái nó hết vui. Không, ai biểu chị chơi nha, ăn tiền chơi. Ủa mình lãnh bài mình có thể là phạt quỳ gối mà. Ai biểu chị chơi ăn tiền. Nhà nước cấm, nhà nước cấm chơi đánh bài ăn tiền nha. Không ai chơi mà hả, đánh bài mà hả, hại thân thể, phạt quỳ gối. Sao biết không nha? Ủa nha, giờ em hỏi vậy nè, có ai mà đánh bài, có ai mà đánh bài giàu có quý vị? Đánh bài mà có nhờ giàu quý vị? Thì tại vì em đánh bài mà em ăn tiền. Còn người ta chơi đánh bài người ta chơi vui vẻ. Tại đó cái trò chơi nó không thôi được rồi. Trời, thôi được rồi, cái số gì thôi được. Cô kêu cái cô mập mập đó đừng có nhảy quá bị đắp cái quần dưới này nè. Nói rõ ràng đúng không bé, đúng không con? Đó thấy chưa, nó vô nó thì thầm bên tai em đó chị. Kêu được nói cho ai biết hết chưa, mày nói cho khán giả biết hết rồi. Chắc lại có mình bé biết rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
còn một lần anh bé cờ hờ xin lô xin chừng chừng. Kính thưa quý vị, con số 21 vừa kia qua đã có một chủ nhân may mắn trúng thưởng vòng loại đặc biệt ngày hôm nay, vòng loại đặc biệt đầu tiên. Rồi ở phía dưới quý vị quay lại gọi lá vé nha. Vì đây là vòng loại đặc biệt cho nên em xin phép mời hai vị khán giả lên hỗ trợ vào số ạ. Chị ở gần đây xin mời chị lên.